Để mẹ nấu ăn cho. Chết chết chắc chết. 90% khán giả bình chọn cho các con. Các con có 2 điểm. Các con sẽ nghe đạo diễn Lê Hoàng nói như thế nào về vở kịch của mình nào. Đạo diễn Lê Hoàng có thể nói rằng đây là một tiết mục rất dễ thương nhưng hoàn toàn nó không phải kịch. Nó là một cái gọi là một cái hoạt cảnh, mà hoạt cảnh ca nhạc thì đúng hơn. Mà cái hoạt cảnh này cũng được dàn dựng, nói thật ra là cũng hơi đơn giản quá. Vui nhưng mà nó không có, nó gọi là thiếu kịch tính, thiếu cao trào, thiếu đủ thứ. Nó chỉ có một thứ là đó là cái sự gọi là sự trong sáng thì rất là nhiều. Nhưng mà nếu để chú Lê Hoàng dựng thì chú Lê Hoàng sẽ dựng vở kịch như thế nào? Nếu tôi dựng á thì tôi phải dựng là ví dụ như là cái đồ ăn này đưa ra đó thì chín chú chuột con này là sẽ nấu theo, ví dụ phải chia làm mấy nhóm thì họ sẽ giành giật nhau và họ nấu theo kiểu khác nhau để rồi cuối cùng á là hoặc là cái món nó không thành, hoặc là cái món nó sẽ thành mấy cái món mà rất là đối lập. Chứ còn ở đây là hoàn toàn là nếu mà đưa ra một cái món đồ để rồi các đứa bé nó không hề quan tâm đến á, thì thật ra mình đưa cái gì cũng được, có đúng không? Kịch ta phải có mâu thuẫn, ở đây nó không hề có mâu thuẫn gì cả. Mấy bạn nhỏ hát không nghe được gì hết. Cái thứ hai là cái nhạc của mấy bạn chọn tắt cái melody đi, tại vì mấy bạn hát đã khó nghe rồi mà còn cái tín 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 nữa là không ai nghe được gì hết luôn. Chú đồng ý với chú Lê Hoàng là ở đây ghi nhận là các con dễ thương hồn nhiên. Tiết mục á là nó chỉ là một cái hoạt cảnh thôi. Các con hát á không có đúng cái tông của cái bài hát, rồi cái lời của các con hát á không có nghe rõ, và đặc biệt là không có kịch. Thí dụ như mở màn ra một cái bầy chuột này, bà mẹ bà coi như là bầy chuột này nó chỉ phá phách thôi, nó không làm gì hết trơn á, làm biến và phá phách, rồi bà mẹ về bắt đầu là bắt là tụi con phải làm việc này nọ, thì tụi các bạn này đổ cho nhau, thí dụ như vậy, rồi cuối cùng là làm nấu làm sao mà là hư hết đồ ăn mẹ mua về, thí dụ như vậy nó cũng có một cái kịch. 2 phút đối với tụi con cũng khó. Kính thưa ban giám khảo, là tại vì cái bài hát mà chính con chuột nhỏ này hát ở đây á, là ở trong cái trí tưởng tượng của mấy con chuột là nó tưởng tượng ra nó nấu đồ ăn thôi, chứ thực chất là không có phải nó đang nấu đồ ăn. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm dành cho các con là 45 điểm.